này nha, thì mình sẽ đi về phải về Nguyễn Linh nha các bạn ha. Thì các bạn đi thẳng nữa là cầu vượt Nguyễn Linh, mình sẽ về phải mình vô Nguyễn Linh. Thì các bạn nào mà đi cao tốc á, hoặc là trên quốc lộ này các bạn muốn đi mà về ra cao tốc Long Thành vào dây á, thì các bạn đi đường này ha, các bạn đi đường này, các bạn đi Nguyễn Linh rồi ra cầu Phú Mỹ, rồi các bạn đi lên cao tốc, rồi em chuyển vô luôn từ từ thôi. Rồi chút xíu em sẽ mở xi nhanh trái ra nha. Đó, mở xi nhanh trái ra. Đúng rồi. Rồi em lật ra. Nhớ nhường bên kia nha. Để ý nha, xe nó quay đầu này, thấy không? Để ý các bạn là để ý là những cái xe cái máy quay đầu. Nếu mà các bạn đi cao tốc xong là ngay chỗ Long Thành, ngay chỗ cao tốc mà Trung Lương, thì các bạn đem hết cao tốc các bạn đi thẳng hoài luôn. Rồi các bạn ra đây. Thì các bạn lưu ý đây, tốc độ của mình là được 80 ha, 80. Rồi em chuyển qua dần dần. Đúng rồi. Thì có nhiều bạn là thắc mắc là đi đại lộ Nguyễn Linh này nó gắt gối, tôi nói thiệt nó gắt gối thiệt. Khúc này thì nó còn dễ, thấy không? Khúc này là các bạn đang đi đường chính có 3 làn đường, còn đi trong thì có các bạn đi là chỉ có tốc độ 50 thôi, còn ngoài đây là tốc độ từ 80 nha các bạn ha. Đó, các bạn lưu ý nha. Đó, 60 là xe tải và xe công, các bạn để ý nè, biển báo nè. 60 xe tải và xe công ha, 80 là xe con và xe khách. Ok ha. Rồi lúc này ở trên đây đều có máy bắn tốc độ luôn, các bạn chú ý nha. Thấy không? Có một cái biển báo nó kỳ kỳ cục cục nè, đó thấy không? Ở ngoài đúng ra là màu đỏ mà sao nó màu trắng. Rồi ở đây mình 80 mình đi, em cứ chuyển làn đường đi, chuyển qua bên trái đi, chút xíu có làn đường nữa thầy chỉ cho em quen. Rồi, hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi cách đi trên đại lộ Nguyễn Linh. Có thể đi ra đến quận 7 nha các bạn ha. Rồi, cái khúc quận 7 là hơi khó chịu nhất. Lý do có nhiều bạn bị gắt gối ở vị trí đó. Ở đây nó không vẽ được phân làn đường rõ ràng cho mình. Tại cái đường nó cũng quá xưa, quá là cũ rồi. Em cứ đập ra mạnh lên. 80 mà. À, mạnh dạng. Nhưng mà các bạn phải để ý là có khúc nó giảm 60 nha. À, có khúc giảm 60. Chợ Bình Điền là bên trái các bạn. Còn bạn nào yếu, các bạn nào mà chưa cứng thì các bạn vô làn giữa các bạn đi cho mình. À, rồi ở đây nè, các bạn thấy phân biệt không? Nó có làn đi thẳng vào bãi trái là ở đây. Đi thẳng nào các bạn để ý nè. Thấy chưa? Rồi, cái này là hỗn hợp, nhưng mà ở đây người ta sẽ dừng, người ta mua đồ. Các bạn đi trên đây vẫn được. À, các bạn đi trên đây đi thẳng cũng được, nhưng mà các bạn phải canh đèn, tại vì tôi đi theo biển báo mà. Đó, rồi tiếp tục mình đi. Đó, nhớ là cái mũi tên màu xanh, nhưng mà coi cái đèn đi thẳng của mình là mũi tên quẹo trái màu xanh ha. Chợ Bình Điền nha các bạn ha. Rồi 50 luôn, cùng màu là mình đi được trên đây luôn nha mà mọi người ha. Các bạn thấy không, rõ ràng không? Các bạn quẹo ra là các bạn phải dừng lại cái làn kia nha, cánh giữa nha, không được qua nha. Nếu mà đèn bên phải á, mấy cái khúc quẹo á, rồi chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình nha. Mình đang hướng dẫn cho bạn hãy đi trên đại lộ đi một đường Nguyễn Linh để cho bạn quen, và mình vẫn đang bộ túc ta lái nha bạn. Chuyển làn của đèn, mọi sự nhanh phải. Hiện tại mình vẫn đang bổ túc ta lái và nhận hồ sơ mới luôn nha các bạn ơi. À, thứ nhất là mình bổ túc cho những bạn lái mới, và bạn lái mới là sao? Là mới lái lại, hoặc là giấy phép lâu năm chưa lái. Đó, em tắt xi nhanh đi. Cái làn đường này lúc này các bạn đi là xe con mình nó miễn phí nha mọi người ha. Chỉ có xe tải, xe công, mấy xe kia là thu phí thôi, xe mình miễn phí. Hiện tại mình đang vẫn là nhận hồ sơ mới, lái mới, nhưng mà gần khu vực của mình sẽ nhận hồ sơ nha các bạn ha. Đó, lái mới để đào tạo B1, B2 và C, nâng dấu các kiểu. Rồi, em đi tiếp. Và đặc biệt nữa là mình đang phụ trách là bổ túc ta lái dành cho những các bạn lái mới, hoặc các bạn mới có giấy phép lái xe, thấy không? Mới vừa lấy xong thì các bạn còn thiếu kinh nghiệm, các bạn chưa rõ về vấn đề đường xá như thế nào. Giống như chạy hàng đường này các bạn tự chia luôn, chứ tôi không có chia luôn rồi, nhà nước chưa có đo lại, thấy không? Đường mất tiêu cái làn đường luôn, Rồi ok. Và đặc biệt những anh em nào bằng lâu năm mà giấu chưa lái còn tâm lý lắm, thấy không? Rồi bây giờ sẵn cái clip này, anh em nào đang bằng lâu năm mà giấu giấy phép lâu năm á, nói giấy phép đi cho dễ, giấy phép nó bằng dễ nhất luôn. Bằng lái mình lâu năm, các bạn lấy ra trong bóp, lấy ra bạn coi ra, mở ra, các bạn coi phía trước coi cái niên hạn của bạn đã tới chưa. Các bạn đừng có để lố nha, lố là các bạn trên 3 tháng là các bạn thi lại phần một phần á, em nghiêng qua đây. Trên lố quá coi chừng là thi lại toàn phần nha các bạn ha. Trên 3 tháng là các bạn sẽ thi lại lý thuyết, còn trên 1 năm là các bạn sẽ thi toàn phần luôn, vừa lý thuyết và vừa thực hành luôn, giống như là hồ sơ mới á, gọi là vi phạm á. Nên các bạn coi, các bạn để đổi lại cái giấy phép xe cho mình nha, các bạn lưu ý nha. Rồi em muốn thẳng ra, rồi đạp ra nhẹ. Đó, đúng rồi. Rồi em mở xe nhanh trái ra, để đó thôi, nhưng mà gà thẳng lại bớt. Rồi đạp ra luôn, đạp ra thẳng, tắt xe nhanh. Đó, nhiều khi xe anh em nó ra đó nên cẩn thận ha. Đó, ông ở sau ông cũng lạng dữ lắm, ông sẽ công. Các bạn nào mới thì các bạn ưu tiên đi làn giữa để đi thẳng, vậy thôi à. Để chắc cú rồi các bạn nhớ, trước cái đường này các bạn thấy không, mũi tên này thấy không, các bạn thấy chưa đó, cái làn đó là vẫn vừa quẹo trái vừa đi thẳng được luôn. Nhưng mà thôi tôi sẽ vô đây đó. Còn ở trong đây vẫn đi thẳng được. Bẻ ra, nhưng muốn bẻ ra phải ngó bên trái, đừng có bẻ nhiều, né nó nhiều quá, mình nhường ta nhiều quá mình sẽ thiệt thòi. Rồi em đi tiếp, đúng chưa? Em tính lấy nhẹ đó, lấy mấy ảnh hù liền, góp đèn lia chia gì, chắc tại nó đọc được cái biển của mình, lấy yếu, hú hồn liền. Sài Gòn mấy nay đỡ là do có mưa. Hồi lúc em mới lên này, cách đây khoảng 2 tháng trước á, trời ơi nắng, đoạn nó nắng kinh hoàng luôn. Tại giờ mình đang đi trên Nguyễn Linh này, những xe lớn ta tranh giành nó đi, ta cũng đã ép mình, thấy không? Nên mình phải cẩn thận, mình đi đúng giữa làn đường của mình đi. Và thứ hai nữa, ví dụ mình thấy người ta qua thì mình nhường cho người ta đi, mình chen lên đẩy mình ra ha. Và khi mình né nhiều quá thì sẽ trúng xe khác đó, vậy thôi. Rồi thấy để ý nè, biển báo bên phải nè cũng như vậy, được chưa? Ok không, nhận diện chưa? 80 nha, vậy thôi. Ở đây có máy bắn nha các bạn ha, ở trên đều có những cam máy bắn ha, các bạn thấy không? Rồi khi các bạn chạy, nếu mà quá tốc độ thì lên đây cái biển báo nè, màu xanh nè. Giờ có nhiều bạn thắc mắc là màu xanh là gì? Màu xanh có hiển thị cái số xe của bạn lên là các bạn đang đi đúng à. Còn nếu mà các bạn đi mà nó hiển thị số xe bạn lên mà màu vàng là nó nhắc nhở rồi, trong phạm vi cho phép, nó có sự sai số của máy bắn, là cho dù 60 thì nó cho mình 64, còn 65 là đủ phạt nha các bạn, thí dụ. Còn đây nếu mà nãy nó cho mình 80, mình đi 84 cũng được, nhưng mà mình đi 85 là bị phạt rồi. Rồi ở đây nè, nhìn cái biển báo bên phải nè, thấy chưa? Rồi em có thể chuyển làng bên đó cũng được, hoặc là bên đây cũng được, đúng không? Đúng không? Còn nếu mà mình thấy nhát quá, mình sợ quá thì mình cứ đi giữa làng này, đơn giản thôi, đúng không? Mà nhát thiệt chứ, thấy không? Mấy anh kè theo đậu lại đi che mát cho tôi cái này. Đó, đặc biệt là đi uống giữa làn đường đó, đừng có lệch qua làn của người ta bóp kèn rồi mệt luôn. Và thứ hai nữa là các bạn phải canh làm sao mà các bạn thấy được cái đèn nha. Nhiều khi xe lớn bị che khuất tầm nhìn cái đèn của mình á, các bạn không để ý thì các bạn vượt đèn đỏ à, vậy thôi. Đây lộ Nguyễn Linh nhiều đỏ rồi đó, thấy không? Rồi đặc biệt bên kia có len quay đầu kìa, thấy chưa? Có làn quay đầu. Khi các bạn đi thẳng là các bạn không được đi lên cái mũi tên đó, em đừng có đậu sáng. Rồi, để ý nha, khúc này là có 60 nha. Cẩn thận. Bây giờ em đi 9 giữa này vẫn được chứ đi. Được, mình đi 3 làng còn được nữa. Đây có 60 nha các bạn. Khi các bạn đang đi ở ngoài kia gia tốc cao 80, cái đến đây nó đợi bạn 60, các bạn không để ý. Rồi mấy cây nó cản bay nhầy hết rồi các bạn ơi. Trang thiệt chứ, cái đường đang đẹp mà tự nhiên nó phân cái làng đường nó để đặt máy từ ôm dưới nó chụp hình các kiểu selfie các kiểu. Ờ, chưa được lấn làng luôn. Rồi, bây giờ trên đây rồi, bây giờ hiện tại giờ cái khúc quan trọng nhất chưa có quan trọng đâu, khúc này với khúc ở trên ở quận 7 là nó hơi quan trọng. Thì mình sẽ đi qua trạm thu phí cái đã. Ha, mình sẽ di chuyển như thế nào là đúng để không bị phạt khi các bạn đi thẳng. Ha, thì quan sát biển báo mũi tên dưới đường và đáp hạn, em giảm tốc độ lại luôn cho nó vô. Rồi em buông thẳng ra. Đó. Rồi em mở xi nhanh trái ra đi. Đúng rồi, em đi qua cái làng bên trái để mình đi, nó miễn phí. Chuyển qua. Vậy thôi. Cái nào màu xanh đó là mình đi được nha. Trên cái biển báo đó, để màu xanh á, thấy không? Làng xe hỗn hợp nè. Đó, mình đi. Đó, rồi mình đi thôi. Rồi, tiếp tục. Bây giờ thích đi vô giữa. Giờ sợ gì nè? Bây giờ ngại gì? Sợ đi thẳng mà ngay vô ngay làng quẹo phải. Rồi, cái này có làng quẹo phải không? Có. Đúng không? Cái này có đúng không? Có. Bắt buộc quẹo đúng không? Bắt quẹo. Bắt quẹo đúng không? Rồi, mình coi biển báo như thế nào nha. Sau này nó tối rồi, cũng hay nó tối. Ok, mình đi nè. Đó, giờ chuyển làng qua nè. Không được, thầy thấy mũi tên về phải bên bản không? Ở đứng sau lưng này. À, vậy hả? Vậy là thấy rồi, ok. Bây giờ lỡ em có đi trên đó đi nữa, em gặp trường hợp quẹo phải thì em chuyển qua bên trái được không? Ai cấm em? Chừng nào sau cái mặt bảng đó mình mới có bị vi phạm, còn mình trước là bình thường. Bây giờ nè chỉ vô trong đi, này chỉ ra cách đi nè, mở xi nhanh phải. Có gì đâu, em đi vô thẳng rút trong kia cho thầy. Đợi đây biết chừng nào. Rồi đi thẳng luôn. Mở xi nhanh phải cho thầy. Xi nhanh phải luôn hả thầy? Ừ, rồi đi. Đi thẳng vô. Em cứ đi vô trong luôn, vô làng hỗn hợp. Có cái gì đâu mà em đợi biết chừng nào, cái xe đó mà biết chừng nào đi. Em hiểu vấn đề chưa? Rồi bây giờ nè, tôi không đi cái làng đó để tôi đi thẳng là đâu cho phép được, nhưng mà tôi đi làng này tôi đi thẳng được. Ổn không? Bây giờ em hiểu vấn đề không nè? Bây giờ em sợ là cái vấn đề đó là cái làng đó là có một làng bên trái á bạn ha, một làng đi gọi là đây mình mở này xuống cho vậy. Đây, một cái làng á cho nó mờ khúc này như vậy, khúc hay cũng mờ. Đó, cái làng đó là đi thẳng. Đóng qua nó tự tối thôi chứ không mờ. Đó, là cái làng đó đi thẳng. Còn ở trong đây thì chỉ cho phép quẹo phải thôi. Bây giờ tôi không đi bên đó, tôi nhảy qua đây tôi đi. Được chưa? Các bạn thấy không? Giờ em đi tiếp. Đây là cấm quẹo trái, cấm quay đầu. Ha. Rồi, vẫn cấm quẹo trái, cấm quay đầu. Bây giờ mũi tên thẳng ra. Em đi đi, mở xi nhanh trái ra. Rồi đi thẳng lên giống cái xe đó. Đi, đạp ga lên, chừng chờ gì nữa. Rồi em di chuyển ra. Đó không? Giờ không đứng ra bắt này thấy không? Đó em di chuyển ra ngoài đó, bình thường. Cứ vô tư đi. Có thầy ở đây sợ gì, từ từ thôi. Đây nè, chậm chậm nè, thầy quay giao thông bắt nè. Đây, thấy chưa? Đó, mình đi đúng rồi, ai nói mình. Em hiểu vấn đề chưa? Ủa đâu cần phải, tôi phải đợi, tôi phải đi thẳng đó. Tôi phải, tôi đi thẳng này, tôi vô đây, tôi đi. Đi xong tôi chuyển qua đây được không? Ok, được chưa? Rồi, còn cái lăng tăng nữa không? Lăng tăng nữa giải quyết tiếp. Rồi đi tiếp, vậy thôi. Đó. Ở đây nó không cấm. Thấy không? Ở dưới đường, ở đây không có biển báo cấm. Thấy không? Rồi, em giảm lại. Mình vẫn đi thẳng, mũi tên dưới đường vẫn đi thẳng. Cái máy tụi nó bực bội quá nha. Cái khúc mà cần ok là nó bị mờ. Rồi, ok. Đâu kịp đó, thầy. Không kịp đâu. Rồi gà thẳng lại bớt, từ từ gà thẳng lại bớt. Đúng rồi, đừng có rù đèn. Mình sẽ quẹo trái nha. Rồi ở đây nha các bạn, Ở đây là khúc này là về cầu Phú Mỹ. Có nhiều bạn thắc mắc là không biết đi đường nào. Thứ nhất á, tắt cái xi nhan là em phải thò tay em mở lại. Tại cái xi nhan lúc nào cũng vậy. Khi em đánh lái em trả lái là nó tắt, thì em phải muốn chuyển nữa em phải mở lại. Cầu Phú Mỹ trên ghe nha bạn. Thì các bạn nếu đi ra các bạn phải đi vô trong đó đó. Mới vô cầu Phú Mỹ nha. Mọi người chú ý nha. Còn này là khu chế xuất Tân Thận nha. Các bạn đi lên đây là khác nữa nha. Hoặc các bạn ở đây là cầu Phú Mỹ là đi đường bên kia cũng được luôn nha. Đó các bạn lưu ý nha. Đây nè. Ở trên đây thì cấm quẹo phải rồi nè. Cái biển báo ở ngoài là cấm quẹo phải. Các bạn muốn quẹo phải là vô đây. Giờ em đi. Em quẹo bên kia. Đó quẹo ra giữa luôn. Từ từ có xe. Đúng rồi em giữ đó. Rồi em chuyển qua. Từ từ. Rồi đậu đó. Rồi đậu đây. Vậy thôi có đâu. Đậu ngay chỗ xe trắng. Tại vì mình đi thẳng tiếp. Đúng không? Thấy trên không bắt nè. Xem đa nè. Thấy không? Bị bắt ngay chỗ đó luôn đó. Đây. Nó cấm hả? Rồi ở đây đến đây các bạn đậu lại nha. Cái khúc hay rồi nó bị mờ bực bội quá. Rồi đó sáng lại đó thấy không? Rồi đó đèn xanh mình đi. Vậy thôi. Em bắt đó là em đi đường nào em bắt? Em quẹo trái luôn. Rồi, xe gắn máy mà quẹo trái như xe hơi đó. Nó lụm. Nó cấm tuyệt đối xe gắn máy không được quẹo. Rồi ok mọi người. Quẹo trái thoải mái. Em đi ra đường giữa là mới quẹo trái không được. Quẹo phải không được nha. Rồi để hai bên đường cho này. Nó nhiều cái các bạn không biết cái khúc ở vị trí hồi nãy ngay chỗ cái trạm thu phí các bạn qua, các bạn đậu đó đợi lâu, các bạn chuyển vô trong các bạn đi lẹ hơn. Nó không có gì đâu. Mình chuyển ra mình miễn sao mình chuyển vô làn hỗn hợp. Hồi nãy là mình chuyển vô làn hỗn hợp trước, rồi xong mình mới chuyển ra lại làn chính, mình đi đúng luật. Thấy không? Về lại quán cà phê sáng đi. Như quẹo trong đây được mà đúng không? Được rồi. Ok. Nhớ là phải mình lấy xe máy mình đi, mình coi cái biển báo của xe ô tô luôn cho nó quen. Nha. Đó. Ok. Rồi từ từ ra trả lại. Rồi sao đây? Em cứ đi qua bên phải thôi, đừng đi ngược chiều của người ta. Rồi em trả lại. Nóng quá mà lấy nước qua nữa. Rồi em đi. Rồi đập ra lên. Sáng đường số mấy quên rồi. Đường này số 12. Ok. Đây khu em ở. Mai mốt phải chỉ cho một tay, thấy không? Rồi, để đi, buông ra. Một tay, tay trái. Khi đánh xè cái lòng bàn tay ra, đè thẳng vào cái kéo xuống nè, thấy không? Rồi nghiêng, cứ cầm đi một tay đi đó, chứ đẩy lên thôi, rồi kéo nhẹ lại gì đó. Còn khi đánh mà hết vòng lái thì mình xe lòng bàn tay ra, mình đẩy về phía trước, đè về cái vô lăng mình đánh. Rồi em mở xi nhan phải. Em kêu nó chạy xe rồi cái chạy sát vô chút xíu. Lên nữa ngang yên. Thầy Hạ Kiến dùm em. Em kiểu dạy xe.